Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Một chiếc xe quá là đẹp luôn các bác ạ. Vô lăng da khâu này, vẫn còn như mới luôn. Đấy. Và con này thì mới làm bánh được có 5 vạn rưỡi thôi. Rất là nhỏ, ít, đi ít. Lốp thì đẹp nguyên dàn rồi. Đây, da vẫn còn đẹp này. Đồng hồ hiển thị không báo lỗi luôn đấy các bác nhé. Và con này thì có hệ thống đèn auto luôn này. Đấy, đèn auto cao cấp luôn này. Và bên này thì gạt mưa tự động luôn, rất là hiện đại. Đấy. Úi xời, lược lùi phun phè phé luôn. Và chiếc xe này thì các bác nhìn đã được gắn cái đồng hồ hiển thị số này, kết hợp với cảm biến lùi phía đằng sau cho các bác. Một chiếc xe mà có cả camera hành trình. Đấy, gương chiếu hậu chống chói cao cấp. Đấy, có sấy nha các bác nhá. Và cảm biến mưa, cảm biến ánh sáng đầy đủ luôn. Cửa sổ trời, úi xời, cũng có, chả thiếu cái gì. Học kính này, cửa sổ trời này. Đấy, một chạm luôn nhá. Và rất là hiện đại luôn. Một mẫu xe đẳng cấp. Với trần nỉ được bọc ni lông hết rồi. Con này em sẽ đóng cái, úi xời. Đấy. Trần nỉ bọc ni lông luôn này. Rất đẹp luôn. Hệ thống đèn của xe hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, tất cả các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Có cửa gió, cửa điều hòa. Và đằng sau đây cũng thế này. Đấy, tất cả các chức năng đều ok các bạn nhé. Và đặc biệt là con này thì có quả vô lăng khá là mới. Sao vô lăng mới tinh luôn. Đấy, các bác nhìn này, vô lăng này. Các cái phần G đây này, những cái chỗ mà hay hao mòn này, vẫn gần như là chưa biết mòn một chút nào luôn. Vì là xe 5 bánh được có 5 vạn rưỡi thôi. Đấy, một chiếc xe có tích hợp túi khí an toàn cho người lái và người phụ bên cạnh. Và sổ sách các thứ của xe thì còn nguyên và hướng dẫn sử dụng này đầy đủ nhá. Và con này thì có điều hòa auto chỉnh cơ auto này. Đấy, điều hòa điều các cái phím điều chỉnh là ok hết. Đấy, và khá là mát, ngồi trong xe phải nói thực sự là mát luôn. Còn cần số thì có số lùi kết hợp với cả camera lùi cho các bác với cái màn hình này. Đây là camera lùi góc rộng, có cái khoảng cách để cho các bác yên tâm. Đấy. Và bên này thì các bác có thể nhìn là vẫn còn mới, gần như là mới tinh luôn. Tay nắm cần số này, nó còn chưa biết mài mòn một chút nào luôn này. Đấy, và tay cần số này, đấy, tay nắm tay phanh ạ. Vâng, và học đồ tiện lợi này, đấy, vẫn còn sạch sẽ vô cùng luôn. Rất nhiều học đồ tiện lợi nhá, có cả khiển cassa của đây. Đấy. Và con này thì màn hình giải trí, khi âm nhạc USB các thứ đầy đủ, đấy, màn hình này. Và cái này là màn hình của hãng luôn các bác nhé. Có định vị đầy đủ cho bác. Đấy, cảnh báo mở cửa này. Cái cửa bên kia đang mở đây. Đấy. Đấy. Một cửa đang mở và bây giờ đóng lại cái. Đấy, đóng cái là mất màn hình luôn. Đấy các bác, màn hình hiển thị số cho xe rất là hiện đại. Đấy, đồng hồ 5 vạn rưỡi. Và gương kính thì cục xe điều chỉnh điện đầy đủ luôn. Đấy các bác nhé. Đấy. Có điều chỉnh điện đầy đủ nhé. Đấy, điều chỉnh điện ok luôn. Bên này thế này. Điều khiển điện đầy đủ. Và kính thì là hạm một chạm. Và kính của xe thì được dán phim cách nhiệt hết rồi các bác nhé. Vâng, các bác yên tâm. Tất cả kính của xe thì đều được dán phim cách nhiệt. Và với cái tầm tiền thì loanh quanh khoảng hơn 3 đồng đến 4 đồng thì cái mẫu xe Mazda 3 này là một cái lựa chọn cực kỳ tuyệt vời cho các bác. Mazda 3 S các bác nhá. Vâng, bản này thì đời trước 2010 đổ về trước thì nó sẽ thường thường nó sẽ là nhập đài. Thế còn nhưng mà bản này thì là sản xuất tại Việt Nam. Kính bao zin cho các bác cả xe luôn. À, các cái phần đầu các bác nhìn này, đấy, ốc của nó còn chưa hề ra luôn này. Đấy, cặp kính keo chỉ này. Keo chỉ bao zin luôn nhá. Keo chỉ zin này. Đấy, và dấu ốc còn nguyên. Tapi thì khá là đẹp và các cái phần ốc sau này, các bạn, ốc sau này, xe khá là cứng luôn đấy ạ, vâng, cứng cáp. Nội thất ghế của xe thì là nội thất ghế zin, đấy, ghế da zin, đã theo năm tháng thời gian rồi, nhưng vẫn rất là ok. Máy thì khá là êm. Hiện nay thì em đang nổ máy để làm mát cho xe vì thời tiết hôm nay khá là nắng nóng. Đấy, việc làm mát cho xe cho các bác ngồi phía bên trong đi ra đường thì nói thật các bác chứ bụi bẩn, thời tiết này quá bụi luôn, thì mình đi những chiếc xe này thì vừa sạch sẽ vừa yên tâm vừa an toàn. Đấy, lốp dép dày, 4 quả lốp Goodyear 2050 với la răng là 17 inch nhá các bác nhá. Con này là la răng 17 inch,
lốp đời 2018 phanh đĩa 4 bánh. Đây, bánh sau này và lốp này, các bác nhìn lốp dày khự luôn. Đấy, ta lông còn. Lốp dày và cua lốp thì đây, các bác nhìn ạ. Và cua lốp sạch sẽ luôn. Đấy, cua lốp rất đẹp luôn các bác nhá. Với cái tầm tiền thì các bác bỏ ra với số tiền chỉ có hơn 3 đồng thôi thì các bác đã sở hữu ngay được một mẫu xe Nhật Bản. Đấy, khỏe bền lành. Đấy, lốp mới, dày dặn. Đấy, phanh đĩa này. Đấy, an toàn. Cua lốp này. Đây là lốp này, rất dài. Và lốp dép dày tự luôn. Form xe thì có thể nói đây là một chiếc Porsche của Nhật Bản cũng được. Vâng, form xe thì rất là đẹp luôn. Kiểu dáng trẻ trung, thể thao, năng động. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Và chiếc xe thì mang biển Quảng Ninh 14A40098 các bác nhá. Với mắt bi cầu projector và đèn led mí phía dưới. Cái thiết kế của xe thì khá là hài hòa, trau chuốt. Đấy, cản dưới này. Đấy, đèn cản dưới đây các bác nhìn này. Rất là xịn sò luôn. Tất cả các cái chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn ok. Xe thì cứng cáp vô cùng. Nói chung là với cái tầm tiền thì giá cả. Đấy, tôn mỏng nha các bác nhá. Và kính thì kính zin này, kính là bên tật zin này 2014 này. Đấy, xe và đây. Cánh này. Sơn rất đẹp nha các bác nhá. Đồng sơn đều, sạch sẽ, không có lỗi lầm gì cả. Đấy. Form dáng xe thì khỏi phải chê luôn. Và đấy. Đấy, sơn xi đồng đều. Cản này, bên này. Và lốp bên này thì cũng là sử dụng lốp sơn xi, lốp Goodyear. Đấy, với la răng 10 chấu phanh đĩa. Đấy. Và lốp này là lốp vành la răng 17. Đấy. Lốp của xe thì vẫn còn tương đối là mới. À, các bác nhìn này. À, lốp này. Nói chung là 4 quả lốp này thì các bác cứ đi thoải mái thôi. À, 2017 nhưng mà thực sự là phải nói là xe người ta đi ít quá ít luôn. Thế là đâm ra là lốp dép nữa vẫn còn dày căng như mới luôn. À, các bác nhìn. Dày cực luôn. À. Lốp dép mới nhá. Và nội thất bên trong à, đấy, rộng rãi. Rất là tiện lợi luôn. Hiện đại và rất là an toàn. Đấy, rộng rãi tiện nghi bên trong. Bên ngoài thì thiết kế đẹp rồi. Còn bên trong thì đẳng cấp vô cùng luôn. À đây, tem nhãn của xe này các bác. Tem này, tem nhãn này, còn nguyên nhá. À, nội thất tươi. Ghế này, toàn bộ ghế nội thất trong xe đều là ghế zin nữa các bác nhá. Nội thất ghế da zin, da còn nguyên bản từ hãng luôn. À, con này thì đảm bảo cho bác là không có đâm đụng, tai nạn ngập nước và bao zin cho bác. Hệ thống cảm sau với cảm biến lùi phía đằng sau này, yên tâm và an toàn. Đấy, camera lùi cho các bác đây, góc rộng. Đấy, và biển số thì rất rõ ràng, chữ nghĩa không gãy vỡ. Đấy, sơn xi sạch sẽ. Hệ thống đèn hậu đằng sau thì các bác có thể nhìn là đèn hậu là sát sườn, khá là đẹp, bóng bầu căng trong, không có lỗi lầm. Đấy. Một chiếc xe vừa về cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô, một chiếc Mazda 3S đời 2014. Vâng, con này thì bao zin toàn tập cho các bác luôn. Máy rất êm. Đấy. Xe thì rất là cứng luôn và giá tiền thì khá là vừa phải. À, các bác nhìn này, cốp sườn đây. Đấy, đẹp hài hòa mà không chói lóa luôn. Sơn xi đồng đều, đấy, ốc còn chưa hề ra. Bản lề này. Một dòng xe được đánh giá khá là cao tại thị trường Việt Nam. Và lốp sơ cua đây. Đấy, con này thì lốp sơ cua hạ rồi các bác nhá. Xe rất là đẹp và nói chung là với cái tầm tiền loanh quanh thì 3 đồng đến 4 đồng. Mẫu xe Mazda 3S cũng là một mẫu xe được rất nhiều người lựa chọn luôn. Con này thì gầm bệ thì còn đẹp nữa cơ. À, các bác nhìn. Gầm này. Gầm sáng luôn. Không có lỗi lầm. Gầm bệ sáng và phần bàn đạp này còn như mới luôn này. Đấy. Sàn da này, đấy các bác nhìn được, và sàn cực đẹp luôn, gầm bên này thế, đấy các bác nhìn được, vâng, gầm cực đẹp luôn, mở lắp capo anh nhé. Bây giờ thì xe là đang nổ máy các bác nhá, em sẽ mở lắp capo cho các bác để các bác cùng xem khoang máy của chiếc xe này, phần ốp sơ sát này. Vâng, đây là khoang động cơ của chiếc xe. Trước mặt các bác đang là khoang động cơ của chiếc xe Mazda 3S. Con này thì sử dụng động cơ cam kép DOHC 16 van, vanillin van
thiên minh và bộ trễ. Và cái con này thì đã sử dụng động cơ 1.6 các bác nhá. Máy của xe thì vẫn còn zin, zin từng con ốc này. Đấy, máy của xe vẫn còn zin, máy số ngon, xe cứng và không có lỗi lầm. Các bác nhìn này, bô luôn, keo keo nhà máy còn nguyên. Đấy, xe rất là cứng luôn. Máy thì chạy rất là êm. Và con này thì có nước làm mát và xanh rồi. Đấy, và đầu sườn này, kể cả các cái phần tuy chống rằng đầu buộc đây còn nguyên. Đấy. Và chiếc xe này sử dụng lái dầu các bác nhá, chợ lái dầu này. Đấy, tai đèn đây còn đẹp như thế này mà chưa hề có gãy vỡ gì cả, phần tai đèn đấy. Nói chung là với một cái chiếc xe mà tầm khoảng từ 6 đến 7 năm hay 8 năm gì đấy thì đây cũng là một mẫu xe khá là lý tưởng, sự lựa chọn tốt với một mẫu xe số tự động, động cơ 1.4, ăn xăng tiết kiệm, giá thành thì vừa phải, và nói chung là form dáng xe thì cũng rất là đẹp luôn. Đấy, máy số thì ngon và không có hơi thừa nhá. Bây giờ cái dòng này thì nó vặn cái này hơi chắc. Đây, em có thể tháo cái này ra cho các bác. Đấy, không hơi thừa này. Dầu con này thì cũng vàng nhưng mà hơi sạt một tí rồi. Vâng, hơi sạt một chút. Cái này thì bình thường thôi. Nói chung là dòng xe cũ thì thường thường chủ người ta hay đi, người ta để tầm đấy, không không mở đâu. Cái nóc đấy nó hay vặn rất là chặt. Thường thường nó sẽ phải bằng tay công. Đấy. Thế mà những ai mà quan tâm đến mẫu xe này thì mời các bác qua cửa hàng của em Vũ Duy sau ô tô xem xe và thẩm nghiệm nhá. Và bây giờ thì ta sẽ cùng đánh võng một đoạn để đi về đến cửa hàng. Đấy, các bác thấy không gian ngồi bên trong rất là thoải mái luôn. Đấy, việc điều khiển một chiếc xe ra đường nó không bị khói bụi là rất là yên tâm. Vì nói thật các bác, như thời điểm này kia đường ngoài kia rất là bụi. Đấy, mà bụi bay mù mịt như thế mình đi xe máy làm gì, trong khi bỏ ra một cái số tiền vừa phải ấy, quầy rất là to, gia đình nào cũng có thể bỏ ra được, thì các bác cũng đã sở hữu được một chiếc xe an toàn đấy, cho chính mình và gia đình luôn, đi lại yên tâm và giá tiền cũng vừa phải đấy. Và con này thì sóc xếp các thứ của nó rất là ngon êm đấy, và những cái đoạn như thế kia kìa là rất là bụi nhưng các bác nhé. Đấy, mình đi ngồi trong xe thì sức khỏe là vốn quý và rất là yên tâm. Tội gì tiền mình làm ra được mà sức khỏe mình không bảo vệ được thì thực sự là phí. Một chiếc Mazda 3S 2014, xe cực đẹp luôn, với động cơ 1.6 bao zin. Đấy, số tự động đang có mặt tại Vũ Duy ô tô. Còn này thì em bán với cái giá là 398 triệu đồng. Nếu mà nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và trải nghiệm chiếc xe này nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm. Xin chào. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.